Chào các em ạ. Chương số 2 mình sẽ học về cái phần cứng. Đặc biệt là mình sẽ học về cái phần lập trình I/O, tức là lập trình điều khiển ngõ vào, ngõ ra của một cái hệ thống. Thì đây là những cái phần cơ bản nhất của một hệ thống điều khiển, một hệ thống nhúng bất kỳ. Thì nó đều cần phải điều khiển ngõ vào, ngõ ra hết. Thành ra mình học cái này nè, thì mình sẽ làm được rất nhiều thứ. Với cái chương số 2 này nè, mình có thể làm những cái thông thực tế bên ngoài. Để các em chú ý học cái lý thuyết cho nó tốt ha. Thì ở chương số 1 á, chúng ta đã xem các định nghĩa về thống nhúng. Thế nào là một hệ thống nhúng nhân dịch? Chúng ta đã xem cái phần cấu trúc lập trình, sự liên hệ giữa cái cấp ngôn ngữ cấp cao, ngôn ngữ cấp trung gian và hợp ngữ và cái phần cứng ở phía dưới. Thì ở trong chương số 1 á, chúng ta cũng đã xem xét cái vấn đề đó là cấu trúc lập trình siêu dụng lập. Chúng ta sẽ sử dụng cái cấu trúc siêu dụng lập này để chúng ta lập trình từ cái chương này tới cái chương số 4 luôn. Chúng ta sẽ sử dụng cái cấu trúc siêu dụng lập này trước khi chúng ta chuyển qua cấu trúc mới, đó là hệ thành nhúng. Bây giờ ở chương số 2 này, tôi muốn các em á, là sau khi mình học xong cái chương này á, thứ nhất là mình biết được cái con vi điều khiển STM32F1, cái dòng vi điều khiển STM32F1 á, nó có những cái tính năng cơ bản nào và chúng ta liệt kê ra, chúng ta kể ra được những cái tính năng đó. Cái thứ hai là chúng ta lựa chọn được cái kiểu dao động và cái tần số dao động cho cái hệ thống của mình. Ví dụ mình thiết kế một hệ thống điều khiển gì đó, bây giờ mình lựa chọn kiểu dao động gì, mình lựa chọn cái tần số dao động như thế nào, thì mình phải biết cách để mình chọn. Thứ ba là chúng ta sẽ viết được những cái chương trình đơn giản nhất, đó là chương trình để điều khiển ngõ ra. Ví dụ bật tắt một cái bóng đèn, bật tắt một cái tải nào đó, ví dụ bật tắt một cái motor như thế nào. Thứ hai là chúng ta có thể viết chương trình đọc ngõ vào, ví dụ đọc một cái nút nhấn, một cái phím như thế này, một cái switch như thế này, bấm cái nút này thì bật cái đèn hay tắt cái đèn gì đó, thì chúng ta có thể làm được những cái việc cơ bản đó.